Anh em mình có bao giờ tin rằng là anh em mình chỉ có vài chục triệu là lại có một chiếc xe ô tô luôn, đúng không? Chưa bao giờ người dân mình nghĩ là tầm khoảng vài chục triệu cái chiếc ô tô để chạy che nắng che mưa mà xe của Mỹ, đúng không? Thì hôm nay em Thịnh sẽ thực hiện một cái điều bất ngờ cho anh em mình xem. Chìa khóa, lóc cửa từ xa, màn hình Android, âm thanh, ánh sáng, nghe nhạc đầy đủ. Tấp ly nỉ rin luôn nè anh chị, thấy không? Nó nguyên dàn ghế nỉ zin. Đó, xe đẹp gia đình. Đó, đây là bản full nha. Bản full vô lăng bốn chấu. Xe đẹp, chạy sướng, giá hợp lý anh chị nha. 4 mâm 4 giỏ khá là tươm tốt, mâm đúc. Đây là dòng Laser 2000 của Mỹ và chất xe chạy dạng này rất là bền. Bao bền, bao xài, bao chạy xa, chạy vô tư luôn. Màn hình cam gia hành trình đầy đủ hết anh chị nha, đăng kiểm tới cuối tháng 7 nha. Mâm lớp vỏ vỏ còn gai luôn nè. Xe ok, chạy ngon, giá hợp lý, 76 triệu bao xài. Anh em quan tâm cái mẫu này thì cứ nhấc máy alo em Thịnh mình qua số là 0866678971. 0834333371 nha. Báo trước với anh em mình luôn, xe rất là đẹp, sơn si đẹp tiệt, căng đét. Đó, máy gầm im, chạy ngon, hợp lý, phun xăng điện tử, động cơ máy 1.6 số sàn. Tiêu hao nhiên liệu 100 cây và mày rơi vào tầm khoảng diện cỡ có chỉ có khoảng đâu đó là 6 lít rưỡi xăng thôi. Chạy bao bền nha, chạy sướng của Vios nha. Đây là phân khúc hạng C chứ không phải hạng B của Vios đâu. Đó, 76 triệu thôi. Anh em không có tin đâu. Ủa, không có nghe lầm đâu anh chị. À, không có nghe lầm em Thịnh nói đâu. Đó, anh em nào mà thấy ưng được cái mẫu này thì nhấc máy alo em Thịnh mình để có một cái giá tốt nha. Giá này còn giảm còn bớt mà có cho anh em mình nợ lại nữa. Đó, ok chưa? Cảm ơn chị em mình nha. Anh em nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn nha.